Coi cây anh mía có ở đây hay không. Tại vì quý vị biết làm sao không, biết làm sao mà Hằng xuống đây kiếm anh mía không. Thì hôm bữa đó với anh Danh lái xe ngang, anh mía đi hổm ngày là 3 ngày, ngày bữa nay mới là thứ tư chứ, là đi không có đem đồ theo gì hết nha, đi cái mình không thôi. Thì cái bữa đó Hằng với anh Danh chạy xe ngang thì thấy chú Xuân như là chú Xuân đã trốn viện, ra viện rồi đó, ra viện hay trốn viện chưa biết nha, chưa gặp không. Thì chú Xuân ngồi ở đây với anh biết, thì nếu mà 3 ngày nay á mà ổng đi đi ra thư viện á là mấy người kia đã điện mét hàng rồi, còn đằng này là chắc chắn là không có đi ra thư viện, chắc chắn là sẽ đi xuống nơi đây với chú Xuân hoặc là với thằng Thiện ha. Nên bây giờ Hằng đi xuống coi chỗ thằng Thiện trước ha, chỗ thằng Thiện trước coi có hay không, không có thì đi chú Xuân coi có ổng theo xuống đây ổng ở hay không. Quý vị coi ổng đi không cho biết luôn, cái bữa đi theo phát cơm á là không nắm tay cái để nó tuột tôi té nữa không, cái bữa đi theo phát đi theo phát cơm á là đi theo hả? Yes, he's not here, right? Ted and who? Ted's girlfriend. Ted and who? Ted's girlfriend. Huh? Aren't you Ted's girlfriend? What the girlfriend? I want you guys. Ghé nhà mấy lần không gặp chị. Lấy cái thơ mà thơ có thẻ EVTO mới về đó chưa? Không có thẻ, không có về, có thơ lệnh đơn ông lấy ông đưa ông bỏ vô phòng á. Rồi chú gặp ông mía hồi nào nói nghe. Ông mía hồi nào hả? Bây giờ chú trong bệnh viện, chú về đây, chú nằm thè lè ở đây vậy, chú sợ chết nữa sao rồi không chịu vô xeo tờ. Trời ơi, mình muốn về cho có xe nữa. Xeo tờ hả? Xeo tờ. Vô xeo tờ cái gì trời. Bây giờ về có sức rồi hả? Không có được uống sữa đó, bao tử đó không được uống sữa đó. Nói ở trong bệnh viện người ta cho uống sữa đậu nành thì được chứ cái chất sữa kia không được mà. Rồi đây, hết đau chưa? Hết rồi, mới uống thuốc rồi nè. Có ra có lấy thuốc rồi hả? Rồi giờ hết rồi hả? Hết rồi, nhưng mà ăn uống rồi coi chừng á. Rồi ổng về rồi ổng ở đây với mày hả? Chứ không phải ở liều đặng hả? Ở bển mình anh Hùng qua, anh Hùng nói lạnh quá, anh Hùng nói kêu qua giúp ông kéo ông qua đây, là ông ngủ một bữa bệnh á. Xong rồi ông mía ngủ đây một bữa hả? Bữa sau thấy anh mía làm cái hờ thùng chỗ này ông ngủ nè, tính xếp này ra cho ông nằm cho nó em xíu. Thùng mía mà không tụi mày cái thùng này là mày để mày làm cho ông ngủ hả? Ông tự làm đó. Ông tự làm, ông ngủ đây mấy đêm? Mấy con đêm qua. Đêm qua rồi ông đi tới mấy ngày nay chưa gặp hả? Không có về hả? Mới sáng giờ thấy ông đi đâu rồi đó. Gì đâu, mới đêm qua ông đi không ngày 2 đêm 3 đêm rồi. Nhưng mà sáng nay ông đi đâu rồi đó? Ông ngủ cái thùng này là chỉ mấy đêm qua thôi. Hồi đêm hôm này có ngủ không? Đó. Thì ông nằm đó ông ngủ á. Thấy chưa? Có bữa mình xếp cho cái cushion cho ông nằm êm á thì ông không ngủ, ông lên ông làm cái cửa gì tùm lum xếp cột tùm lum hết. Rồi ông nói sao? Ông nói sao? Ông đi xuống đây mày cãi lại coi. Mày ý chú Xuân cãi. Không nói gì hết. Em có tưởng đâu. Đâu có nói gì đâu. Gì xong rồi chị gọi ông quăng vô tù rồi xong ông mới vừa ra tù với ông không nói chuyện gì hết. Mày là mày tưởng ổng quýnh tao bạc tay. Xong rồi là tao quăng ông vô tù xong ổng ra đây hả? Không có, bây giờ ổng ghiền bia. Hen. Hôm qua ổng về đây ổng có ổng uống bia tiếp đúng không? Đó thấy không? Bây giờ ổng uống bia, ổng ghiền bia, ngày nào ổng cũng uống bia, ổng đi ra thư viện ổng uống bia.
xong chị la ổng. Hôm qua chị nói cái ngày cuối, hôm kia hôm kìa, cách 3-4 ngày chị nói cái ngày cuối cùng, nếu như anh mía còn đi ra thư viện uống thì anh mía sẽ đừng có về nhà nữa. Thì coi như là nếu ổng không cho ổng uống bia là ổng không chịu được, là bắt đầu ổng tự ổng đi. Cho ổng tới cái shelter đi liên lạc, shelter đưa mấy cái kẹt cho ổng đi đi. Bây giờ shelter đâu? Ổng ở sạch sẽ quá mà. Ổng ở sạch sẽ quá hả? Lý do sao sạch sẽ? Ổng sạch sẽ cái gì nói? Ổng ngồi im ru, ổng ngồi giống như ngồi thiền vậy đó. Nguyên ngày trời luôn. Vậy hả? Cứ đi ra đi vô cái ổng thấy chút xíu bụi cái ổng. Ổng lao. Lao chút xíu. Là sạch sẽ hả? Cái ổng ngồi tiếp. Ừ. Mà bây giờ ổng cứ uống bia thuốc, xong cái ổng ăn thì ổng ăn thôi. Rồi bây giờ chị hỏi mày nè, lúc mày ở nhà bao lâu mày mới tắm lần? Mày nói đi. Mỗi ngày tắm 1-2 lần đó. Đó thấy chưa? Thằng Thiện đó, ở dưới suối mày không có chỗ tắm, mỗi ngày ở nhà làng Thiện đều tắm 1-2 lần. Còn ông mía á, một tuần ổng mới chịu tắm lần thì mày nghĩ sao? Không biết. Không biết hả? Chuyện của ổng. Còn bây giờ ông nữa. Nếu vậy thì thôi khỏi biết luôn. Không biết luôn hả? Rồi bây giờ yoga kéo trước mặt ổng rồi có ngủ không kéo không? Kéo gì? Không kéo biết. Xe hả? Có kéo không? Xe kéo xe ngựa xe bò. Bây giờ ăn Thiện nè. Hả? Không. Mày tụi mày chơi đây, ổng ngồi đây chơi trước mặt ổng hả? Không. Vậy chơi đâu? Chơi ở ngoài á. Kéo ngoài. Kéo hả, là kéo liều cho ông thấy? Kéo ngoài á. Tụi mày ra ngoài, chú Sưng với mày ra ngoài kéo. Đừng là xe không à. Nó đánh được ổng. Đây là người gặp người lạ tới đây á, mà mặc đồ sạch sẽ là mình chỉ đợi người ta đem ra, người ta mời mình á làm chơi thì mình có lợi chứ. Mình mời người ta mình mời hoài sao? Đâu có đúng tiền đâu mà mời người ta. Ý tao nói là bây giờ ổng xuống đây yoga bày cho ổng nặng, ổng ghiền luôn, ổng có hút không? Không. Không có không? Không, có. Bởi vì ổng đi shelter là easy á. Hả? Có sao nói đi. Hút xuống. Không, nó giỡn chứ thằng Tinh ông mé. Ổng không có chơi mấy cái đó. Vô gai có rủ ổng cũng không chơi nữa. Tại vì ổng không chơi thiệt. Hồi xưa giờ ổng từng đi homeless chung với mấy người hút. Nhưng ổng có hút. Ổng ghiền uống bia thôi. Ngày phải có bia cho ổng mấy lon bia. Tao muốn đi. Đâu có được, ổng uống hoài, ngày càng già ổng càng ghiền nữa. Rồi ổng chết, ổng bệnh, ổng chết, ai lo. Trước sau vậy cũng phải chết à. Trước sau cũng chết giống như chú vậy ha. Có ai nói mà không chết không? Anh Thắng để cho rượu lâu lâu ổng uống shot coi được không? Anh Thắng để thì để chuyện để của anh Thắng uống chứ. Chuyện của anh Thắng uống chứ. Mày họ chị không có cho ổng uống. Miễn ở trong nhà chị thấy là chị không có cho uống. Nhưng lâu lâu ở nhà giống như cuối tuần á, uống vài chai bia chơi mấy anh em thì chị cho uống. Nhưng ngày nào ổng cũng uống bia vậy là đâu có được. Vậy giống như yoga ở nhà chị mà yoga ngày nào cũng đi hút đâu có được. Đúng ngày, không? Ngày mới lâu. Thì đâu dám đó, Thiện nó cũng biết á. Cho nên thà là Thiện nó xuống đây, ở nhà nó không dám thiệt. Người đẹp Bình Dương. Người đẹp Bình Dương. Người đẹp Bình Dương. Rồi còn chú nữa nè, chú nằm đây chú chết ngày nào không hay nè. Bây giờ không, mình hỏi kìa. Rú ngày mới lon. Đâu có biết đâu, nhưng mà ổng ra thư viện uống lần cái 5 lon, lần 5 lon là cái ít. 5 lon là ít nhất. Sao biết 5 lon? Ở ngoài, ngày ổng về ổng uống đều nói, mấy đứa ngoài đều nói. Nói là ổng uống khoảng 5 lon, nếu mà ổng nhậu lâu á là 6-7 lon. Còn ổng chơi chút xíu đi về là khoảng 5 lon. 5 lon là chuyện bình thường của ổng. Nó dài hả? À. Mỗi ngày. Nghiện bia rồi. Thì nghiện bia rồi, ổng nghiện bia rồi. Ổng chỉ có bia vô bụng là được rồi. Nhưng mà hằng không có muốn cho ổng quen như vậy, ổng nghiện là sẽ chết. Nghiện là càng ngày nó nghiện nhiều nữa. Chứ không phải là nghiện bao nhiêu đó. Dạ, giống ông Rục rồi. Gì quá, anh Hùng Hồn. Ông Rục ơi. Còn thằng này ở nhà đâu có dám, đâu dám chơi nữa. Anh Hùng, anh Hùng đâu á, ăn chơi gì đâu hả? Cũng không uống bia luôn hả? Anh Hùng sạch sẽ đâu có ăn chơi. Anh Hùng có uống bia không à? Bây giờ Thiện nè. Đó anh Thiện gì đây mà chỉ kêu Thiện cứ bỏ hút đi mà Thiện không chịu nghe lời chị nè. Thấy không? Đang bỏ lần ít chứ. Có không? Bây giờ ở dưới đây mày hút nhiều hút ít, nói chị nghe. Ít, bữa giờ ít. Bữa giờ ít sạch từ bữa giờ hút vô chết luôn, bữa giờ như nó để acetone không nè. Đó thấy vô chưa? Còn chemical không hút đó, thấy chưa? Cả chemical cho chết mẹ hết đi rồi nghỉ hút. Kéo chơi nữa chú. Chú à? Có ăn à? Chú có bệnh nha, chú chơi là chú chết thiệt, không phải chết chơi. Bây giờ có ăn có đạo không? Không, con không có đạo gì hết. Đạo gì? Không, không đạo gì hết. Không đạo gì hết hả? Không. Ba má có đèn, có bao giờ mà để đèn dưới đáy thùng không? Sợ cháy hả? Dưới đáy bàn không? Không, không đâu biết vụ đó đâu. Rồi không biết hả? Làm sao, làm sao vậy? Làm sao vậy? Có nghĩa là ba đêm ánh sáng chiếu soi muôn dân mà.
có ai đâu mà để cái đèn ở dưới đáy bàn làm sao mà sáng rồi. Được đem ánh sáng chiếu cho muôn dân sao để đèn dưới đáy bàn được hả không? Đúng rồi. Trời ơi, ông này không biết nói văn chương, nhiều cái mình còn không hiểu nữa. Mày là, cô không hiểu rồi lấy gì mà em hiểu. Thì đó. Đó. Rồi bây giờ cái mền này để cho ổng hả? Tối cái mền nó giặt xong rồi anh Don bữa trước đó, có ghé anh Don nó thôi lấy luôn đi. Thì anh Nam ảnh có chạy ra đây nè, ảnh cho. Anh Nam nào vậy? Ảnh cho một cái liều, ảnh nói là cái liều nhưng mà thật sự nó không phải là cái liều, nó là cái sauna wood gì đó. Anh Nam nào? Anh Nam quen, ảnh có đi tẩm bộ exercise trên đây nè. Đi lên đi xuống, chắc là ổng đi làm xong cái ổng đi lên đi xuống cái ổng nghe mình á. Thiện xong cái quen bên hàng Cali. Đâu có, thì, đâu quen chứ ổng coi hả? Ông không, coi nói hả? Là ổng có coi á, là mình quen với lại chị hàng Cali á, thì ổng có coi, ổng biết. Ủa, vậy ai ông, chở Thiện về? Cái ổng nói, ủa tại sao... Ổng chở Thiện về á hả? Cái ổng chở Thiện tới nhà chị Hằng. Thì lúc đó Thiện không có biết là cái đó là cái sao bước. Chị Hằng không biết anh Nam, nghe mấy người lạ mà mốt không có dẫn về nhà nha. Thiện tới Thiện lấy cái phone á. Thiện lấy cái phone xong cái... Cái phone này bữa đó mày bỏ ở trong cara đó, chỗ thùng đồ á. Xong rồi Thiện nói chuyện với anh Don xong rồi Thiện xin Don thùng mì xong rồi Thiện chạy ra đây với ổng nè. Xong cái qua ngày sau mình có lại cái thùng đó, ủa cái này đâu gáp lên được. Cái Thiện mới để vô trong cái bọc á, Thiện giác về Thiện gửi nhà cho anh Don á. Nói Thiện gửi cái đó đó. Bây giờ nè chị Hằng hỏi nè, ổng cái ông đó ổng gặp Thiện ở đâu mà ổng đòi chở Thiện về nhà chị Hằng? Ổng gặp ở dưới cái cầu này nè, hồi xưa ông, thì ở bên kia ổng đi bộ hả? Ổng đi bộ á. Cái ổng gặp anh Hùng á, thì anh Hùng hướng dẫn, anh Hùng dẫn qua tới bên đây nói chuyện với lại anh Xuân, hỏi anh Xuân có muốn cái đó không. Anh Xuân nói anh Xuân không muốn nữa. Muốn cái gì? Cái liều gì đó để setup á. Thì anh Xuân đâu có làm gì đâu. Cái này mà anh Xuân còn không muốn làm nữa. Thiện cho ổng cái đỏ, ổng cũng làm gắt hết trơn luôn. Ổng đâu có muốn dựng lên cái gì đâu, cứ dựng lên sẵn thì ổng ở thôi. Thì ổng hỏi Thiện, cái Thiện nói ok đưa đây. Cái ổng nói ổng cho. Nói nghe nè, mai mốt mấy người lạ đó là không có dẫn về cho biết nhà, biết đâu người ta đâu biết người ta làm cái gì, rồi người ta giả bộ Thiện vậy người ta chở để về nhà chị Hằng đó ha. Nói chị Hằng không có quen mấy người đó đâu. Nhớ chưa? Thiện có đi về tắm rồi đi một mình, không có kêu người nào mà hỏi nhà chị Hằng mà Thiện dẫn về hết á, biết không? Okay. Nhớ không? Chị cũng không có biết anh Nam đó là ai đâu, mình đâu biết người ta làm gì mình, hiểu không? Đó thì bây giờ chị nói với Thiện rồi đó ha, gắng cố gắng bỏ từ từ đi. Ổng cũng lịch sự chứ không có cái gì bậy bạ. Nhưng mà mình không, người lạ mình không có biết rồi. Lớn rồi hả? Lớn bao nhiêu? Già có bao nhiêu? Chắc khoảng chừng 60-70 rồi. Vậy hả? Sao vô kêu ổng bằng anh, không kêu bằng chú? Thì thấy cái kiểu ổng cũng chắc làm ăn á, thì thường thường mấy ổng đều muốn trẻ thì kêu ổng anh. Vậy hả? Ổng muốn trẻ kêu bằng anh. Nhớ là không nha, nói ổng muốn đòi chở về nhà chị Hằng cho, nó không tôi tự đi được rồi. Nhớ chưa? Thí dụ mấy người khác á, nói tôi tự đi được. Ok. Đó rồi Thiện phải nghe lời chị mà bỏ từ từ đi rồi đi về đi học hành vậy đi ha. Đừng có ở dưới đây không có tốt, ok? Rồi còn chú Xuân nữa, rồi bệnh viện nó cho chú về hay là chú tự động bỏ ký giấy đi về? Ký giấy về chứ. Là chú nói chú muốn đi về hả? Chứ không phải là bệnh viện cho xuất viện. Thấy chưa, coi như chú nói chú muốn đi về. Tại vì nếu bệnh viện cho xuất viện có nghĩa là nó bắt chú nằm điều trị đó. Nằm điều trị lâu lắm, nó cho thiệt là lành cái bao tử. Bây giờ chú về vậy lỡ một mai á, một tháng sau hay là 2-3 tuần sau nó đau bụng lại nè, mình vô người ta không có cứu mình, biết không? Biết không? Không anh nè, có thuốc nè. Chú đi lấy thuốc hay là trong bệnh viện đưa luôn? Đâu, bệnh viện đưa luôn. Taxi hả? Taxi đến chỗ pharmacy với đặt taxi về á. Bệnh viện cho taxi đi, cho tiền đi taxi. Bệnh viện trả. Tại vì khi chú trong đó Hằng đã dạy chú là kiếm kêu yêu cầu có social worker đó, nhớ không? Cho nên là nó cho mình tiền taxi hoặc là mình cái gì đó là nó yêu cầu nó cho mình hết á. Thành ra chú không có yêu cầu tới social worker là không có được. Mai mốt có vô là chú cứ yêu cầu tôi muốn gặp nói chuyện với social worker ha, là người ta sẽ cử đại diện social worker tới cho mình. Nếu mà tiếng Anh mình nói không giỏi thì có người ta thông dịch hết,
Đó, nhớ chưa, nhớ thằng dặn chưa? Dạ, đó. Cho Hao Vinh mà. Hả? Hao Vinh. Cho Hao Vinh phải không? Bây giờ nó đang... Dạ, cho hôm đó đó. Mà giờ nó đang ký giấy cho chú hả? Chú có nói với Sô Sô Quốc Cờ rồi phải không? Xong hết rồi. Ờ, tại vì hồi bữa đó là thằng... Thằng... Dạy chú kêu. Bà hỏi nhờ. Phòng. Ờ. Bà hỏi phòng có còn dưới phòng nào không? Ờ, bà hỏi Hao Vinh luôn. Hao Vinh đó. Ờ. Ừ. Cái chỗ mà là gì cho hôm đó là... Hao Vinh ở mà. Ở đâu? Ở Hao Vinh của chức vụ á. Ừ. Ở ngay nằm ngay cái đường phố liền kìa. Ừ. Hết bệnh chưa? Hết rồi. Gần sao? Sao phải không? Khỏe. Ừ. Gần sao? Rồi nó bảo là hết bụng. Vậy đó hả? Hết dương nít rồi. Đúng rồi, tại vì ngay thu lì đó nó ít lắm. Bây giờ chờ biết bao giờ. Mà nếu có vô lại đó là chú phải cũng cần nói vậy đó nha, nói tôi cần Sô Sô Quốc Cờ để nói chuyện tiếp nha chưa. Tại trong đó nói nó sẽ nhanh lắm, nó sẽ làm cho mình. Mà khi đau chú kêu đi liền, kêu xe cấp cứu tới đi liền. Rồi tại sao bữa nó giận thiện rồi về không lại sống chung với nó mà bây giờ cũng sắp lại chung là sao? Bất kỳ về... Hả? Chú nói với Hằng là chú giận nó mà, giận hồi nào? Đâu có giận đâu nè. Đâu có giận đâu. Bữa đó chú nói là giận rồi. Có chứng hình hùng. Giận gì nó là một chuyện nhưng mà trong lòng không có. Nói thôi chứ trong lòng cũng có. Giận là giận cái chuyện. Này của Hằng ơi. Hả? Đừng bao giờ... Tin. Để ý bề ngoài. Vậy hả? Phải tân đi ra chứ. Cái đó cái miệng thì bữa nói là giận rồi, nhưng mà bây giờ về cũng sáp lại nằm chung với nhau luôn. Rồi là làm sao? Lên nóc giường nằm. Rồi nằm chung với nhau vậy, cái giường ba lớn đây sao nằm? Rồi với sức ba không ngủ sao rồi. Ai nằm trong? Em. Rồi nó nằm ngoài hả? Ừ. Hai người nằm sát nhau, cái ghế giống tàn hồn, cái gối giống tàn hồn vậy. Rồi. Cái gì vậy? Cách hồn mà hả? Cái bà này hả? Hai người nằm vậy ấm cúng lắm hả? Hửi hơi với nhau nữa còn gì nữa? Hơi gì vậy? Hơi người đó nè, hai người nằm vậy không phải? Trời ơi, người đâu mà người bà ơi. Bây giờ nè, không phải gối tân hôn là gối gì? Đây, ở trong cái gối màu trắng, ở ngoài cái gối màu trắng hai người sát nhau, chỉ có vợ chồng mới nằm vậy thôi. Bà là giọt thơm không mà. Nó xịt dầu thơm không chồng phải không? Đúng rồi, nó khóa dầu thơm. Ai đóng giày nam, ai đóng giày nữ? Hả? À, đóng giày hả? À, đóng á. Giày không có. Bất là... Ngày tới ngủ gì cũng ấm lắm phải không? Có hơi thiện ấm lắm phải không? Rằng là không có cũng ấm vậy. Mắc cỡ đó anh hông? Ừ. Hỏi tới câu đó mắc cỡ. Ở đâu thiện rồi, ở ngoài đi à? Đi ngoài. Hỏi tới cái đó mắc cỡ đó. Ủa vậy ông mía ông đi đâu sáng giờ, hỏi tới vụ ông mía đi. Mía nó buồn. Buồn vụ gì sao không hỏi? Nó buồn á là nó coi đơn lẻ loi. Cô đơn lẻ loi hả? Vậy sao hằng dẫn ông về Việt Nam cưới vợ cho ổng luôn, ổng không chịu? Ai? Ông mía á. Vợ nào vậy? Hằng dẫn về cưới, ổng không chịu. Cưới gặp cô đó không? Ổng không chịu cưới. Chịu cưới hả? Không. Cô đó trẻ không? Cô đó trẻ, 40 tuổi hả? 40 tuổi. Ừ. Mà mía bao nhiêu? 60. Mía... Để bậy là hơn cho có hai con chết mà. Vậy giờ chú chịu cưới không? Mai mốt hàng dẫn gì cưới vợ nữa. À, chú chịu cưới không? Chú có thiện rồi. Mà không có là không có cưới vợ đâu. Có thiện rồi phải không? Vậy chứ không cưới vợ thì cưới chồng à? Không phải cưới chồng, không cưới chồng luôn. Vậy thì ở vậy thôi à? À ở giá luôn. Ở giá. Ở giá làm chi uổng cuộc đời vậy? Ở giá mình là không ăn phở thì không ăn giá. Ừ. Ăn phở thôi chứ không ăn giá. Thiệt chú cưới vợ không? Hằng dẫn về cưới vợ. Vâng. Thôi hả? Cưới về chợ với chú. Thôi. Ở với chú. Thôi sợ bà ngoại lắm. Ừ. Ôi là trời, rồi cái chỗ này là chỗ của ông nằm đó hả? Chú à, con hỏi nè, vậy tối ông có ngủ được không? Ông nằm vậy ông có ngủ không? Ừ, mía hả? Ừ. Ngủ quá. Coi như là ba người ngủ trong một cái liều như vậy nè. Đó. Thiện với chú Sưng thì giường tân hôn, còn ông mía thì nằm ở dưới đây. Tại tự nhiên ông đi xuống đây phải không? Mía hả? Ờ. Ông đi xuống rồi ông gặp chú chưa? À. Rồi cái bữa đó sao Hằng chạy sang nha, Hằng thấy hai người ngồi trên lề đường đó làm gì? Ai? Chú với ông mía. Ba người ngồi nói chuyện chơi
Rồi tự nhiên cái ông đi xuống, ổng không có đem quần áo gì hết đúng không? Không lấy được quần áo. Ừ. Rồi sáng nay ổng nói ổng đi đâu? Sáng này á, sáng này ăn bánh mì. Bánh mì đâu ăn? Mì nó mua. Ổng đi lên chợ ổng mua. Hả? Rồi ổng đi, ổng có nói ổng đi đâu không? Không nói đi đâu hết á. Vậy là chắc coi chừng có đi ra thư viện không nữa. Đó, đi ra đó là uống bia. Nhưng mà cứ ban ngày là ổng đi, chiều ổng về đây ổng ngủ. Dạ. Vậy là ban ngày ổng đi ra thư viện uống bia đó không? Thấy không? Chiều về ngủ. Vậy là ở bên thư viện rồi. Vậy chắc là ban ngày đi ra thư viện. Hôm nay nữa là 3 ngày, 4 ngày 3 đêm á. 3 đêm rồi. Ừ. Đi 3 đêm rồi. Ông ngủ dưới đây mấy đêm rồi? Nè. Ừ. Bây giờ nó coi 3 đêm. Ờ, 3 đêm rồi. Vậy là tối tối về đây ngủ. Ừ. Đó, nãy anh Thiện nói không biết, nhưng mà ông đi về là ngày nào cũng nghe mùi bia, là coi như là ban ngày ông đi uống bia. À, tối về đây ngủ nè, giờ sao bây giờ nè trời, mọi người ơi, bà con cô bác ơi. Cái gì đâu khó. Tại sao thích sống như vậy? Tại vì bây giờ anh Mía cô, đó cô, là... Cô Hằng à? Đang. Cô hỏi em hỏi ai đây? Ờ, con hỏi chú tại sao thích sống gì, chú còn không trả lời được, sao hỏi ông Mía được, đúng rồi. Ok. Đúng rồi, con cũng hỏi chú tại sao thích sống gì, chú còn trả lời. Trả lời cho nghe nè. Ừ, trả lời. Tại sao thích sống vậy? À. Không phải là thích sống vậy. Tại vì lý do thế này nè. Là ở dưới suối á thì nó vui hơn là ở trên bờ. À. Mà ở trên bờ ta ở trong cái nhà á thì biết rồi cũng chán quá. Ừ, đó thấy không? Đó là trả lời rồi đó. À. Cho nên giờ nếu có cơ hội có hao sinh này có chịu lên nhà ở không? Hao sinh là đi liền. Biết hao sinh đi liền là tại vì lý do sao không? Lý do là hao sinh người ta cho nguyên cái phòng đó của mình. Mình muốn đi xuống suối mình ở là mình đi chìa khóa của nhà mình về mình mở cửa vô. Còn ví dụ giờ ở trong nhà người ta nghe, nếu ông mướn phòng á thì không có người ta cũng cho, nhưng mà ví dụ như mấy ông nghĩ giờ mấy cái chỗ mà 600 đồng mắc mới vậy, ông mướn mà ông xuống ông ở không thì ông trả không làm gì đó. Ừ, thành ra hàng hiểu ý hết. Cho nên thí dụ như ông nó ở luôn trên phòng để mình xứng đáng mỗi tháng 600 á thì á ông đâu được tự do. Đúng rồi. Còn nếu mà đi mướn cái phòng 600 mà xuống suối đi đi về về thì nó uổng 600. Ừ. Đó lý do đó, hàng trả lời đúng luôn đúng không? Đúng y chang. À, thấy không anh hùng đó xoay là quá thông minh luôn. À, còn khi cái hao sinh mà đi liền là cũng lý do biết rồi, tại chìa khóa cái hao sinh là của mình. Mình muốn đi nào đi, muốn về mở cửa nào về. That's why, bởi vậy mấy ông thích cuộc sống này để thôi chứ nói gì. Cô Hằng này công nhận nha, quá thông minh rồi. Trời đất ơi, mấy chú có à. Có bao nhiêu thông minh cứ dành hết trơn, không chịu cho chú thông minh. Con hiểu ý mấy chú mấy anh đây hết trơn, sao không hiểu. Dạ. Yeah. Ừ. Bây giờ này giống anh biết nè. Tại vì ổng thích uống bia mỗi ngày, bia rượu. Nhưng mà ổng ở nhà con á, thì không thể nào uống bia rượu mỗi ngày. Ừ. Cho nên bắt buộc ổng phải chọn là ổng đi ra ngoài để ổng sống thoải mái. Với lại ổng ở nhà thì ổng nói một tuần ổng mới tắm. Mà con á, con bắt ổng mỗi ngày con kêu ổng phải đi tắm thì ổng không chịu. Đó. Cô Hằng ơi. Ừ. Cái người mà nghiện bia á. Ừ. Không bao giờ tắm đâu. Ồ, nghiện bia không tắm hả? Ừ. Sao vậy? Tại vì á, bia, uống bia là nghiện bia mà. Ừ. Nghiện bia á, mà không bao giờ tắm. Ừ. Không phải rồi. Vậy hả? Ừ. Tại vì uống bia vô rồi. Ừ. Thì coi như nó ngấm vào trong máu rồi. Ừ. Đó, ngấm vào máu cái bây giờ. Chú cũng có nghiện bia đó. Không có. Không bao giờ nghiện bia. Chú uống bia hoài đó, lúc ở trên nhà đó nhớ không? Nên trên nhà, là cái chuyện là có một chai thôi. Không phải, trên nhà uống bia. Còn xuống đây là ổng uống, ổng ăn không, khói, ổng không cần uống bia. Không uống bia. Ăn khói thì khỏi cần uống bia. Ăn khói còn không bị khói. À. Ổng hôm qua rồi, đâu có chơi đâu. Hôm qua giờ không có chơi. Không. Ờ, biết chú chơi ít lắm, thằng Thiện có nói mà. Thiện nói ông Sưng có khi 2-3 ngày có chơi 1 lần thôi phải không? Ừ. Chứ không có chơi nhiều. Không. Ờ, đó. Tại vì bệnh này chơi nhiều cũng đang chết à, vô nó nghẹt tim nghẹt thở đang chết à. Đó, ông tự biết mà. Biết chứ. À, ông tự biết mà anh Hùng, tại ổng không chơi nhiều ông nghẹt thở đó. Ông đâu có chơi nhiều mà thích sống cái kiểu nằm dài nằm ưỡn nằm ơ rồi dưới đây khỏe, không có ai nói tới mình phải không? Còn ở trên nhà thì có nhà có cửa ở người ta nói. Ta cầm len. Ờ, ta cầm len thì đó đó khổ lắm.
Anh ra thích xuống đây nằm dài nằm mượn không ai cầm lên. Ừ. Đó. Người thằng kia làm gì quạt quẹt hồi đó vậy? Đang xúc đắc. Đắp cái thằng đó, thằng kia cũng vậy đó, nằm nhà cũng sợ tôi cầm lên mới đi xuống đây ở kiểu này nè. Ông biết cũng vậy đó, không tắm mà uống bia uống rượu thì xuống đây ở. Hả? À. Rồi bây giờ mày đi kiếm ổng về tao có thể. Mày biết ổng đi đâu không? Vậy là chắc ổng đi ra thư viện rồi. Chắc ra thư viện. Ăn hồi ra thư viện coi. Hồi điện cho anh Hiếu rồi hả? Đưa thiện rồi, đưa thiện thuốc lá hả? Đưa cho ổng gói. Đưa thiện gói, đưa cho ổng gói. Rồi coi bệnh cái đó hút thuốc lá cũng chết nghe chưa? Dạ. Thì hút lâu hút nhiều. Rồi mỗi tháng có lương thì đi mua thuốc lá, mua đồ ăn đồ để dành. Okay. Ở dưới đây khỏi tốn tiền phòng mà, tiền lương tháng ngàn đó. Tiền lương á? À? Ừ, tiền lương chú đó. Ngàn hai. Ừ, ngàn hai luôn kìa. Lên được 200. Lên nữa chứ, tiền bệnh nó ổng đó. Dạ nè, cái phòng tân hôn hai cái gói màu trắng. Á, chịu nổi không? Ê, phòng tân hôn hả? À? Cái gì? Tân hôn cho thiện à. Cái phòng đó phải phòng tân hôn không? Ờ, cho thiện nhưng mà với ai mới được chứ. Với ai? Ông Sưng đó. Không phải. Vậy không à. Hồi nãy thằng kia mới nói thiện với girlfriend trong phòng đó. Có xài thuốc xuống. Thiệt. Hồi nãy cái thằng nãy ngồi đây là thằng tên gì vậy? Thằng người gì? Thằng đó rồi bạn. Ờ. Nó nói là thiện với girlfriend đang ở trong liều kìa. Không. Từ ngày ở đây giờ chưa có nhỏ nào tới đây. Ông Sơn đó, nó kêu là do girlfriend. Ông Sơn á. Ê thằng hồi nãy á. Gây ra. Ông mắc cỡ đó. Ông mắc cỡ phải không? Ừ. Ông Sơn mắc cỡ nhưng mà có thiệt không? Có girlfriend thiệt không? Girlfriend cái gì vậy? Tối ngày không có làm chuyện của ổng, ăn uống xong nó ngồi nó bán gì thôi. À. Bởi vì ổng nghe nhạc, không ca nhạc thì cũng được. Rồi bây giờ tao hỏi mày nè, hổng nghe mày ở dưới đây vậy mày chơi cái thoải mái, khỏi ăn khỏi ngủ vậy đó. Thoải mái. Thoải mái lắm, vậy là thoải mái đây hả? Mệt thiệt nhưng mà thoải mái. Thoải mái vụ gì? Bây giờ ông biết ổng ngồi vậy, ổng có nằm không, có ngủ không? Coi như là mình có cái điều kiện là mình đốt lửa lên, chỉ có cái tụ file department hướng tới complain nó nói chuyện mình thôi. Đúng rồi, ở dưới quyền gần sếp của nó xuống chống nặng. À. Xuống nói chuyện mình nói đừng có đốt lửa như bự quá. Ừ. Xong mình mua xuống dưới đây nè, rồi vô xíu. Ừ. Bữa giờ nó ok rồi. Rồi ha, bao ông mía ổng ngồi đó kìa, ba người ngủ trong liều mỗi buổi tối vậy hả? Bây giờ là ba người xuống ở cụm rồi. Vậy là ông ra tôi diễn nhậu rồi. Tối ra anh diễn nhậu tối về. Rồi tới ông có nằm đó ông ngủ không? Ông có ngủ không? Có ngủ chứ. Ngủ tới mấy giờ thức dậy? Ông ra thư viện được cũng đỡ hơn là ở đây. Tại vì ở đây cái ông có coi lúc chút có bao nhiêu đó thôi à. Ông coi cái gì? Ông coi cửa xong cái ông coi ba cái bụi gác rồi dưới đất á. À, ông lượm gác rồi ra. Ờ, đúng như thôi à. Không có làm gì dơ giấy vừa làm củi về hay là nấu nướng gì hết. À, rồi ông ăn sáng, ông ăn cái gì? Sáng chắc chưa có ăn cái gì á, ông để ly mì cho ông bỏ đi. Sáng là ông đi. Ờ. À. Nhưng mà hôm qua thì anh Xuân ảnh có ra ngoài ổng mua một mâm cơm trắng á. Ừ. thì đi ở trên chị Hằng về rồi đó, đem cái sandwich gửi ở nhà đó, xong cái về thấy cái có mấy trái cà tím á. Ừ. Người ta để ngoài trong cái thùng á, cái mình xách về mình xách cho một cái cà tím á mình chiên lên. Ừ. Chiên lên với lại nước mắm mà phả sẵn á. Rồi ăn với cơm trắng. Với củ hành, với cơm trắng, như giống như khâu ạ. Ừ, rồi để vậy rồi ăn. Ờ, ăn. Ổng ăn luôn. Ba người ăn. Tao lại tụi này luôn. Rồi hết muỗng. Tao lại luôn. Sống vậy đó hả trời. Ôi là trời. Cái gì? Uống nước ngọt ăn chết hả? Bao tử chú? Ừ, đó cho xin một là hai lon xe đó, xe đen nó cũng có như bên xe ben mới có xe ben mà bữa mình đi phát đồ ăn đó. Sao xe đen không có nè chị. Đó, đi xe đen để xe ben đem đi sửa rồi. Bây giờ nè xe ben đi gắn AC vậy không sửa tùm lum hết á, nó hư á, chết máy chạy không được. Bây giờ chiều nay tối nay cũng về á,
Nói chị Hằng có xuống hỏi thăm ổng á, kiếm ổng ha. Ổng nói ổng cần lấy cái bát phạt. Ổng nói ổng muốn cần lấy bát phạt đây. Vậy họ trong bát phạt kêu ổng về lái pin, ổng có đồ dụng cụ của ổng. Kêu ổng về nhà gặp. Ổng có hai cái phone, là ổng chặt hai cái phone của ổng để ổng bắn game. Bắn game như là ổng follow up với EBT của ổng á. Giờ nói kêu về gặp chị Hằng đi rồi lấy để chị Hằng nói chuyện. Ok. Chị Hằng nói chuyện với ổng cho rõ là ổng đi làm sao. Thì chị Hằng ổng cứ lấy ha. Bây giờ xuống không gặp rồi. Ổng đi thường thường mấy giờ ổng về? Nếu giờ tối nay mình xuống mình gặp á. 5-6 giờ về. À, 5-6 giờ, 6-7 giờ về chị Hằng xuống. Nha. Ổng biết để gọi coi coi ổng có về không, để gọi hỏi anh Don coi. Nhiều khi biết ổng mới đi ra hồi sáng hả? Đi hồi mấy giờ? Đi chắc thời lúc đó cũng khoảng chừng 9 giờ. Có ai lánh nhà chứ không chừng cũng về, mở cửa không vô. Wow ơi. Anh Don thì đi rước mấy đứa nhỏ rồi. Dạ, nhiều khi ổng về á thì ổng có ai lánh nhà đó cũng không chừng, nếu ổng về ổng lấy đồ á. Phở chú có tiền mà. Chưa có mà. Ở đây phở đâu? Phở về nè. Hả? Phở gần chỗ à, phở bạn phở gì trên đó đó hả? À. Giờ muốn đi chợ ăn không? Đi trên chợ ăn đi. Đi đó ăn không kìa. Giờ tôi cho tiền. Đó thấy không? Cảm ơn. Wait up. Đấy. Đi lên hai người ăn đi rồi trả tiền cho. Ăn đi nè. Thì Vũ ăn không? Vũ ăn với ổng thì ăn đi. Ây da, thấy không? Giờ thấy không? Đi xuống đây kiếm biết là ổng ở đây lắm mà. Đó thì ra là sáng là đi ra thư viện. À, bây giờ gọi liền nha, bây giờ gọi liền cho thằng Hiếu nha. Ok, anh Hùng cầm này đi, để thằng gọi liền cho thằng Hiếu coi. Gọi liền cho thằng Hiếu coi có ổng phải không? Chú Sơn nhìn giống gái 18 quá. Nhìn giống gái quá. Bới tóc, bới đầu rồi nữa. Nó... Bây giờ bật tức nhiều cho anh ba quả tim chè. Hôm nay ba quả tim chì. Ba quả tim chì. Ông biết ông cũng thích hình thiện đấy. Hello Vũ Mạnh. Vâng. Sao nè. Sao nè. Chú Sinh này đẹp quá. À. Tiền bao la hả? Không có. Hàng bao dây? Không, hôm nay bắt con nó hồi chắc mình đi ra ngoài. Ăn phở hả? Ăn phở hả chú Sinh? Người ta có gì ăn. À, thèm phở hả? Chú thèm phở hả? Thèm cháo. Thèm cháo hả? Vậy ăn cháo. Cháo vậy lên đài bán mua cháo ăn đi. Ha. Dạ. Lên chỗ đài bán đi mua cháo. Có thiện ăn phở kìa. Thiện ăn phở chứ ăn cháo. Thôi ăn phở ăn hết. Ờ à, vậy chú ăn phở luôn. Vậy hai người ăn phở. Ok. Có hàng không? Không có dám xin tiền mà xin rồi. Nhà ăn cơm rồi. Là nó cho ăn phở đi. Ok. Ăn phở thì lên cho ăn phở rồi đi bộ lại chỗ tiệm đó đó. Uh-huh. Rồi đi lên. Còn thằng này nữa đó, lưng dài vai rộng ha, mặt mũi đẹp trai mà thích sống vô gia cư gì ha. Còn gì nữa khỏi che.
Let's go. Ê, lưng dài vai rộng, mặt mũi đẹp trai vậy nè à, mà thích sống vô gia cư chơi vậy à. Chịu đời nổi không? Giờ hỏi làm sao giờ không chửi trời. Thôi bây giờ thêm tới ông mía tập trung xuống đây nữa thì thôi xong rồi. Xong. Xong ông mía luôn. Xong ông mía luôn. Khá hả? Ngày uống mấy cỡ? Không, trước khi uống thuốc trước khi ăn gì á. À, uống thuốc trước khi ăn hả? Thuốc gì chứ? Thuốc bào tử hả? Thuốc lành á. À, cho lành bào tử hả? Lành dốc nổi không? Cần cổng không? Kêu thiện đi cổng. Kêu thiện cổng. Cổng không? Kêu thiện. Nổi luôn á chứ bây giờ. Thiện ơi, cổng không thiệt kìa. Đó, ông yếu cả đó, đi gì? Đi nổi mới sợ à. Đó, tuột á. Đó, đuối rồi đó, đi hết nổi rồi đó, kìa. Ở bệnh viện mà, chân cẳng yếu xìu à. Đó kìa. Đó, thấy chưa? Đi có nổi đâu. Thiệt chứ, ông yếu lắm rồi đó. Yếu lắm rồi. Bữa đó ông ở trong bệnh viện, ông nói ông giận mày luôn rồi. Về ông không có chơi chung với mày nữa thiệt. Mà sao giờ về hai người ngủ chung à? Hả? À, bữa đó ông nói giận luôn rồi. Giận luôn rồi. Mà giờ về hai người ở chung là sao? Đi. Đi hết nổi rồi. Đó kìa, đi có nổi nữa đâu. Đi được mà. Đi được mới sợ.